的小孩都喜欢吃，关键价格也不贵，你来我直播间20斤就能给你发一箱，来上场子啊！美女，山猪产量这么高，不能便宜点呗。Alo, chào bạn, tôi là người giao hàng. Bạn có một đơn hàng ở ngã tư, mời bạn ra ngã tư nhận hàng nhé. Đây rồi, wow.
áo mới nha chị em này. Úi dồi, Cô Vi mừng quá, Cô Vi làm tung lung tung hết rồi. Tao cho mày xem là cái nào của Mon, cái nào của Cô Vi nhá. Đây, đây là quần áo của Mon này. Đây là của Mon này. Của Cô Vi này con. Đây của Cô Vi này. Của Mon này. 3, 4. Bộ này cũng của Mon. Của Cô Vi này. Đây, trời ơi, của Cô Vi còn màu đẹp này. Đây, mở cái hộp thân này. Đi ra đây con. Đi ra hết rồi, trong này hết rồi. Đi đây. Mon ra đây. Đây. Cho hai chị em thử đồ nhé. Nào, ngồi đây không trêu em nữa. Rồi, bây giờ Mon, đây đồ của Mon này. Đây là đồ của Bi này, bên mình lấy ra thử phục vụ của Bi xem thử. Đẹp không nha. Đây là cái váy này, ôi trời xinh á, dễ thương á. Đây, để mẹ thay đồ cho Mon. Bi ơi, con cầm cái bộ đồ này, sao con sang phòng bên kia con thay đồ để xem thử có vừa không nào. Đi. Mẹ thay đồ cho Mon nhé.
này. Chị Gobi chắc là đi thay đồ nữa rồi. Chị Gobi chắc là thích đồ lắm á, đồ mới lắm á. Đây này, bộ này cũng đẹp cho ngon nè. Nhìn này, đẹp không? Bộ này, ôi, xinh quá, trời ơi. Khi nào mẹ có điều kiện hơn là mẹ sẽ sắm thật nhiều rồi cho hai đứa luôn nha. Ê, trời ơi, xinh quá. Đẹp đấy, đẹp đấy. Lần này bé này may đồ nhiều bộ ưng quá, nhiều bộ đẹp, mẹ thích ghê á. Này cái quần đẹp quá nè. Wow, xinh quá. Nèm ơn, con thân thích không? Nèm ơn cầm đi. Đâu được mẹ xem nè. Nào, ngồi đây. Đẹp thế, thích không? Thích hả? Sướng không? Cảm ơn mẹ đi, không mẹ miếng nào? Không mẹ miếng, giỏi thế. Ubi mặc bộ này đẹp lắm. Mặc xinh lắm, đâu đứng lại mẹ xem nào. Đứng lại thay chân. Ố, cái đồ này cũng mon mà. Đồ này cũng mon đấy, đồ cũng mon đấy. Thấy à, con nó có vừa đâu mà. Nào, đứng lên. Wow, wow, đẹp quá, đẹp quá. Mon yêu con kìa. Đó, lần này mẹ ôm nè, mẹ thương hai đứa đó nha.